Hello, xin chào mọi người. Thì tiếp tục với anh em cái dự án ICA Network nha. Thì hôm nay dự án có phiên bản cập nhật mới để anh em có thể cập nhật cái địa chỉ Ethereum vào đây. Thì chúng ta vào cái Google Play để cập nhật phiên bản mới nha. Anh em nhấn cập nhật này. Trong lúc chờ đợi cập nhật thì anh em chuyển sang cái Twitter của họ để cập nhật thêm một số cái thông tin. Cái những thông tin mà chúng ta cần quan tâm này. 3 ngày trước đây, 1 ngày trước đây. Bạn đã vượt qua KYC bước 1 thành công chưa? Hãy kiên nhẫn, nếu bạn chưa nhận được tùy chọn KYC, mọi người sẽ có quyền truy cập vào thứ 2 ngày 4 tháng 12. Và thứ nữa là bước KYC bước 2 sắp ra mắt. Thì nói như này có nghĩa là bạn nào mà đã được KYC rồi thì ok, còn bạn nào mà chưa nhận được cái tùy chọn KYC thì trong cái thời gian tới thì các bạn sẽ nhận được. Tiếp tục một cái dòng tweet mới nữa là họ có nói về cái fix lỗi này, cập nhật KYC chúng tôi đã phát hiện ra lỗi trong KYC bước 1, hệ thống treo tạm thời được áp dụng để đảm bảo chức năng liền mạch. Những thay đổi sắp tới sau khi sửa đổi KYC bước 1 sẽ chỉ được yêu cầu mỗi tháng một lần, đồng bộ với quá trình phân phối Ethereum. Sau này thì mỗi tháng chúng ta sẽ tiến hành KYC một lần mọi người nhé. Rồi cầm cái tweet nữa là KYC bước 1 đã nối lại. Đây cái tweet 10 giờ trước này. Cái cực kỳ quan trọng mọi người ạ, cập nhật ICA Network ngày mai đánh dấu sự kiện halving tiếp theo của chúng tôi chuyển từ 4 xuống 2 ICA trên giờ. Chúng tôi đang chuyển sang cách tiếp cận theo ngày cố định cho các đợt halving trong tương lai, đảm bảo phân phối có cấu trúc và dễ dự đoán hơn. Thì anh em có thể tham khảo thêm cái cấu trúc halving này thì anh em vào cái link ICO.ICA.IO halving nha. Thì chúng ta dịch sang tiếng Việt thì chúng ta cập nhật thêm giảm một nửa này. Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thuật ngữ giảm một nửa dùng để chỉ một quá trình làm giảm tỷ lệ phát hành đồng tiền mới. Thì các bạn có thể vào đây để cập nhật nhé. Như trước đây người ta thông báo thì từ 0 đến 50.000 người là 16 ICA mỗi giờ, 50 đến 250.000 người 8 ICA mỗi giờ, 250 đến 1 triệu là 4 ICA mỗi giờ, và sắp tới vào tháng ngày 1 tháng 12 là còn 2 ICA một giờ, tức là ngày mai đó. Giờ này mình đang còn mấy phút nữa thôi, mình đang quay là lúc 23 giờ 11 phút thì còn khoảng đâu đó hơn 50 phút nữa, 50 phút nữa là chúng ta sẽ còn 2 ICA một giờ nhé. Sau đó là 1 tháng 3 năm 2024 là còn 1 ICA trên 1 giờ, 1 tháng 6 năm 2024 sẽ là 0.5 và 1 tháng 9 năm 2024 sẽ là 0.25 ICA trên 1 giờ. Đấy, thì anh em có thể cập nhật thêm thông tin ở trên mục ICA.IO halving. Rồi mình quay lại xem cái update đã xong chưa, như vậy là update đã xong rồi, chúng ta tiến hành mở cái ICA này xem nó có gì mới. Đây là phiên bản update mới nhất mọi người nhé. Như vậy là cái mục địa chỉ Ethereum là đã có mọi người ạ. Đây là mình đang quan tròn đây. Ở cái búa của mình đang chuyển màu cam thì mình sẽ nhấn vào để nới rộng sang thời gian 24 ngày luôn. À, yêu cầu KYC. Ở đây thì mình sẽ KYC luôn. Bắt đầu này. Mình sẽ làm theo biểu tượng ngạc nhiên này. À, chúng ta sẽ giữ trong vài giây này. Hạnh phúc này. Cười này. Tức giận này. Trung lập này. Sợ hãi này. Khinh bỉ này. Buồn này. Ok, vậy mình đã xác thực thành công mọi người nhé. Khá là đơn giản thôi. Đấy thì những bạn nào mà chưa KYC hoặc là lười KYC thì chúng ta vẫn phải thông qua cái bước đó, cũng khá là đơn giản. Thì sau này nó sẽ 1 tháng chúng ta phải KYC một lần. Thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ERC20 Ethereum vào đây nhé. Thì chúng ta kích vào là ở đây người ta sẽ có thông báo nhập địa chỉ ERC20 của bạn. Trong giai đoạn 1, token ICA sẽ được phát hành trên blockchain Ethereum. Sau khi mainnet được khởi chạy, các token có thể trao đổi từ Ethereum sang ICA Open Network ION blockchain, tức là họ sẽ có một cái blockchain riêng. Thì chúng ta lấy cái địa chỉ ở trên ví MetaMask nhé, ERC trên MetaMask. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì mình ngay sau cái đoạn này mình sẽ làm hỗ trợ các bạn cách lấy địa chỉ ví nhé. Sau đó là các bạn dán vào đây. Khi dán vào thì dự án nó sẽ xác nhận như này: vui lòng nói rằng những người đã thêm địa chỉ Ethereum vào tài khoản của họ không đủ điều kiện trở thành một trong 300 người xác minh hàng đầu theo sách trắng của chúng tôi cho việc ra mắt mainnet. Ta phải xác nhận thôi.
vui lòng điện ở mục màu đỏ này, vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ ERC20 ở trên là chính xác và bạn sẽ có quyền truy cập vào nó trong suốt thời gian trong giai đoạn 1 và không thể thay đổi sau khi bạn đã xác nhận nhé. Cho nên cái này rất là quan trọng, chúng ta phải cập nhật địa chỉ chính xác vì sau đó là chúng ta sẽ không thay đổi được. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy địa chỉ Ethereum nhé. À rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy cái địa chỉ ví mạng Ethereum trên ví MetaMask nhé, để copy dán vào ICN Network. Thì thực ra thì trên ví MetaMask thì chúng ta cứ copy cái địa chỉ ví là được. Cái địa chỉ ví là được, ví dụ như địa chỉ ví của mình là test ICN Network đây, có địa chỉ là 0.0007ac.0.1738 thì chúng ta copy cái địa chỉ này. Còn nếu mà chúng ta muốn đổi sang mạng Ethereum ấy, thì chúng ta chỉ cần vào mục Smart Chain kìa, mũi tên chúng ta chọn sang Ethereum Mainnet Network này nhé, Main Network này là chúng ta chuyển sang được Ethereum Mainnet rồi. Và khi đó nó sẽ có Ethereum đồng ETH ở đây. Mình chưa có cái mã contract của ICN Network trên Ethereum nên mình sẽ add vào đây được. Nếu mình có mình sẽ hướng dẫn tiếp mọi người. Thì chúng ta copy cái địa chỉ này, chúng ta paste vào trong cái ứng dụng ICN Network mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ứng dụng ICN Network để paste cái địa chỉ ví Ethereum này vào. Sau khi có được địa chỉ Ethereum của ví MetaMask này, thì chúng ta copy, chúng ta paste vào cái địa chỉ Ethereum này nhé. Sau đó là chúng ta nhấn xác nhận địa chỉ là xong. Thì ở đây mình còn theo dõi tình hình nó, cái ứng dụng nó update một vài ngày nữa để nó mượt mà, cũng như thêm một số cái thông tin nữa thì mình xác nhận địa chỉ. Sau này thì các bạn có thể xác nhận luôn, hoặc là các bạn cũng đợi một vài ngày nữa xem nó có thêm thông tin gì nữa không thì chúng ta mới xác nhận địa chỉ nhé. Bởi vì nếu như chúng ta làm sai hoặc nhầm lẫn gì đó thì chúng ta khó sửa được. Hiện tại là dự án nó chưa cho sửa và không biết sau này nó có cho sửa hay không thì chúng ta sẽ đợi. Cho nên mình chỉ hướng dẫn các bạn đến cái điểm này, và sau đó các bạn xem xét đủ mọi chi tiết chính xác rồi thì các bạn nhấn xác nhận nhé. Ok, video mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công.